Thưa quý vị, liên quan đến vụ rơi trực thăng ở tỉnh đông Azerbaijan, Tây Bắc, Iran, khiến Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tháp tùng thiệt mạng. Tránh văn phòng Tổng thống Iran mới đây đã tiết lộ thêm tình tiết mới về vụ tai nạn này. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình quốc gia hôm 21 tháng 5, Goloham Hossein Esmali, tránh văn phòng Tổng thống Iran cho biết, điều kiện thời tiết ở vùng Vazakwan, nơi trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian và hai quan chức hàng đầu tỉnh Đông Azerbaijan gặp nạn vào hôm 19 tháng 5, lúc cất cánh và trong hầu hết chuyến bay diễn ra một ngày trước đó rất hoàn hảo. Ông Esmaili ngồi trên một trong ba chiếc trực thăng chở các quan chức Iran trở về sau khi dự lễ khánh thành đập nước ở khu vực biên giới của Iran với Azerbaijan, nhưng không cùng trực thăng với Tổng thống Raisi. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn lời ông Esmaili cho biết, các trực thăng đã cất cánh vào khoảng 13 giờ địa phương chiều ngày 19 tháng 5 trong điều kiện thời tiết bình thường. Sau 45 phút bay, phi công lái trực thăng chở tổng thống Raisi, người phụ trách đội bay đã ra lệnh cho các trực thăng khác tăng độ cao để tránh đám mây gần đó. Tuy nhiên chiếc trực thăng chở tổng thống vốn đang bay giữa hai trực thăng còn lại, bất ngờ biến mất sau 30 giây di chuyển trên mây. Ông Esmaili cho biết, phi công lá trực thăng chở ông và các quan chức khác đã quyết định bay lòng vòng và quay lại tìm kiếm trực thăng chở Tổng thống Raisi. Theo ông Esmaili, sau nhiều lần cố gắng liên lạc với trực thăng chở Tổng thống qua thiết bị vô tuyến và dù không thể giảm độ cao vì mây mù dày đặc, trực thăng của họ vẫn tiếp tục bay và hạ cánh xuống một mỏ đồng gần đó. Ông Esmaili lưu ý, Ngoại trưởng Ami Abdullahian và người đứng đầu đơn vị bảo vệ Tổng thống đã không trả lời các cuộc gọi liên tiếp sau đó. Tuy nhiên, khi các phi công của hai chiếc trực thăng còn lại liên lạc với cơ trưởng Mostafavi, người phụ trách trực thăng của Tổng thống, người nhận cuộc gọi là Mohammad Ali Alehassem, giáo sĩ đứng đầu buổi cầu nguyện thứ sáu Tabriz. Giáo sĩ Alehassem kể đang ở trong tình trạng không tốt và trực thăng đã rơi xuống một thung lũng. Bản thân ông Esmaili đã liên hệ lần thứ hai với ông Alehassem và nhận được câu trả lời tương tự về tình hình. Tránh văn phòng Tổng thống Iran cho biết khi chúng tôi nhìn thấy chính xác địa điểm xảy ra tai nạn, tình trạng của các thi thể tổng thống Raisi và các quan chức đồng hành khác đã tử vong ngay lập tức khi vụ tai nạn xảy ra, còn ông Ali Hasem qua đời sau đó vài giờ. Hôm 21 tháng 5, quan chức cấp cao của chính quyền tổng thống Joe Biden cho biết Israel đang cập nhật kế hoạch tấn công quân sự ở Rafah theo cách khiến Mỹ hài lòng. Công bằng mà nói thì Israel đã cập nhật kế hoạch của họ, họ đã quan tâm đến nhiều mối quan ngại mà chúng tôi đã bày tỏ khi được hỏi liệu israel có thể tiến hành một cuộc tấn công ở rafah trước những lo ngại của mỹ hay không quan chức cấp cao nói rằng tel aviv đang đi đúng hướng để làm điều đó quan chức cấp cao mỹ cho biết tôi phải nói rằng khá rõ ràng là người israel đang xem xét những lo ngại đó một cách nghiêm túc đồng thời cũng lưu ý rằng tình hình ở rafah đã thay đổi đáng kể trong vài tuần qua do cuộc sơ tán hàng loạt người palestine Quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, các hoạt động ở Rafah mà Israel đã điều chỉnh và áp lực quân sự mà lực lượng phòng vệ Israel đang gây ra đối với Hamas ở đây có thể dẫn đến một số cơ hội để đưa thỏa thuận con tin trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng cho rằng việc tính đến một số khuyến nghị của chính quyền liên quan đến kế hoạch của Rafah đã cho phép Israel có khả năng cải thiện vị thế của mình trong các cuộc đàm phán thay vì làm tổn hại đến nỗ lực này. Thưa quý vị, sau khi công tố viên trưởng tòa án hình sự quốc tế ICC Karim Khan đề nghị ICC bắt giữ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas vì các hành động của họ trong cuộc xung đột ở dải Gaza, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng trái chiều về thông tin này. Trong một tuyên bố vào tối 20 tháng 5, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, lệnh bắt giữ của tòa hình sự quốc tế ICC với ông nếu được thông qua là vô lý và sai lầm không chỉ chống lại Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, mà còn chống lại toàn bộ nhà nước Israel. Ông Netanyahu chỉ trích công tố viên ICC lạm dụng quyền hạn và đổ thêm dầu vào lửa chủ nghĩa bài do Thái. Mỹ, đồng minh quan trọng của Israel cũng đưa ra các phản ứng mạnh sau thông tin trên. Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng chỉ trích đề xuất này là việc đánh đồng hành vi của Israel với vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Hãy để tôi nói rõ, Mỹ bác bỏ đơn xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel của ICC, dù những lệnh này có hàm ý gì đi nữa thì không có sự tương đương giữa Israel và Hamas. Những gì đang xảy ra không phải là tội diệt chủng và Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Israel cũng như những mối đe dọa chống lại an ninh của nước này. Trong khi đó, trái ngược với Mỹ, liên minh châu Âu EU ủng hộ Tòa án hình sự quốc tế ICC vì vai trò trung tâm của cơ quan này trong việc mang lại công lý cho các nạn nhân trong mọi tình huống thuộc thẩm quyền của mình. Người phát ngôn EU Peter Stano cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Liên minh châu Âu nhắc lại rằng Tòa án hình sự quốc tế là một tổ chức quốc tế quan trọng và độc lập, có nhiệm vụ truy tố những tội ác nghiêm trọng nhất theo luật pháp quốc tế. Cùng quan điểm trên, Pháp và Bỉ tuyên bố ủng hộ Tòa án hình sự quốc tế ICC về lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas. Bộ trưởng ngoại giao Bỉ, Hazar Labib đăng trên mạng xã hội X nhấn mạnh, tội ác đã xảy ra tại Gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất, bất kể thủ phạm là ai. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 5 cho biết, có sự đồng thuận lớn trong cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt ngay cuộc chiến ở Gaza và chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người dân Palestine. Trung Quốc hy vọng ICC sẽ giữ quan điểm khách quan về yêu cầu của công tố viên. Dự kiến hội đồng thẩm phán của ICC tại Hà Lan sẽ xem xét lệnh bắt trước khi ra phán quyết. Giới quan sát cho rằng, thực tế ngay cả khi lệnh bắt được phê chuẩn, ICC cũng không có thẩm quyền thực thi lệnh bắt mà điều này nằm ở nghĩa vụ của 124 nước thành viên nếu quan chức Israel hay Hamas nói trên đặt chân lên lãnh thổ. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nếu lệnh bắt giữ được thông qua cũng cho thấy nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc yêu cầu các bên dừng ngay cuộc xung đột hiện nay tại Gaza ông Stephanie Duzaric người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc mới đây cho biết cơ quan này đã lên kế hoạch lập các tuyến đường mới trong giải gaza để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ cầu tàu do mỹ lắp ghép nổi trên biển ngoài khơi gaza đây là nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo dòng hàng viện trợ đến với người dân palestine ở giải đất này trong bối cảnh hoạt động này gặp khó khăn sau khi nhiều xe tải chở hàng không đến được kho chứa theo đúng kế hoạch Hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza từ cầu tàu do Mỹ thiết lập ở ngoài khơi giải đất này đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 vừa qua. Liên Hợp Quốc tham gia điều phối hoạt động này. Những chuyến hàng đầu tiên đã được 16 xe tải đưa vào giải đất ven biển này qua cầu tàu do Mỹ mới xây dựng. Tuy nhiên, một quan chức Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 5 cho biết chỉ có 5 xe tải chở hàng đến được kho hàng của chương trình Lương thực Thế giới WFP ở Gaza trong ngày 18 tháng 5. Trong khi đó, 11 xe khác không thể đến được kho hàng của WFP vì người dân Palestine đã lấy lương thực trên xe khi đoàn xe này đi qua khu vực khó có thể tiếp cận với viện trợ nhân đạo. Trả lời báo giới ở New York, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, sau khi xảy ra sự cố trên, hoạt động vận chuyển hàng từ cầu tàu vào Gaza đã bị đình trệ từ ngày 18 tháng 5. Trong khi đó, việc các cửa khẩu trên bộ bị tạm đóng cửa cũng gây khó khăn cho hoạt động viện trợ ở Gaza, cũng như thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi khoảng 400.000 người vẫn đang tránh trú. Hoạt động phân phát hàng viện trợ do Liên hợp quốc thực hiện tại Rafah đã phải tạm ngừng, còn người dân ở các khu vực trung Gaza vẫn có thể nhận được những phần ăn nhỏ với số lượng giới hạn, song nguồn lương thực này cũng chỉ đủ trong vài ngày tới.